Chào các bạn, mình chia sẻ các bạn nha. Mình mới học sáng nay nè, cái cách đó mà ướp trứng, không biết là món gì nhưng mà quên mất rồi. Tức là trứng hồng đào, lòng đào chứ, ở trong cái nước tương và một tí mè. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn phi cái hành, ít tỏi, ít mè, xong rồi cho nước tương vào, rồi nêm tí bột ngọt thôi, rồi thêm tí đường vào, xong đó là thêm một phần nước tương thì là hai phần nước. Rồi xong rồi hồng đào á, lúc mà mình luộc trứng á, để cho nó có lòng đào á, thì khi nước nó sôi lên á, là các anh chị á ha, là mới cho trứng vào. Sau đó dùng đôi đũa khuấy cái trứng đó để cho cả cái lòng đỏ nó quy vào giữa. Rồi sau đó là gì? Là mình mới để tầm 7 đến 10 phút á, cái là mình tắt lửa, mình vớt ra bỏ trong nước lạnh á. Bỏ nước lạnh xong rồi cái là mình bóc. Bóc thôi phải cẩn thận nha. Bóc không cẩn thận nó bể trứng hết à. Cái nào mà bể thì mình bỏ đi, còn cái nước này thì quá ngon luôn. Đấy, mình dùng nước tương rồi mình cho tí mè vào, mình ngâm, mình đổ thôi nha. Coi cái cách mình đổ sao nha. Đây. Trời ơi, canh chuẩn ghê luôn, vừa đúng luôn. Coi mình bỏ một tí ớt vào đây nữa. Thấy mình sợ con mình ăn không cay thì mình bỏ ít thôi, đừng bỏ nhiều. Sau đó mình để đây tầm 6 đến 8 tiếng cái mình bỏ tủ lạnh, ăn từ từ. Nghe, cảm ơn các anh bạn.